Em xin chào anh Trường Thành. Khoan, có cái lý do gì mà em vừa bước ra cả khán đài ồ ạt vậy ta? Dạ, tại vì em có đóng bộ phim Trái Cấm trên Diệu Oanh có đăng trên YouTube. Phim đó cũng được nhiều bạn biết đến. Em là diễn viên hả? Dạ, diễn viên tự do. Em tên là gì? Dạ, em tên là Hoàng Phương. Ok. Sorry tại anh không chưa có xem cái tác phẩm của em nên chưa có biết ha. Dạ, anh xin nha. Phim đó là tên nó, gì? Nội dung là gì? Dạ, phim Trái Cấm. Nội dung là gì em? Dạ, không đáng trái cây. Vậy luôn hả? Dạ, nói chung là phim nói về cũng hơi tế nhị anh, là nó về LGBT. Giới tính thứ ba đúng không? Dạ. Ừ. Bây giờ anh hỏi thật nè, em là dạng diễn viên đóng chính kịch hay là bi kịch hay là hài kịch? Dạ, ra là em thích đóng hài nhất. Ừ. Mà em cũng thích đóng vai đểu đểu, rồi ngầu ngầu, lạnh lùng, cá tính vậy đó. Ừ, sao dây đàn ông không vậy ta? Em thích cá tính mà. Cho anh hỏi nè, là cái những cái dạng tiểu phẩm mà em phát ở trong YouTube á thì thường là các bạn comment theo cái hướng nào, là thích về hài kịch của nó hay là thích về cái ý nghĩa của nó hay sao, thích về cái gì? Dạ, cái phim đó thì đa số mấy bạn cũng thích về cái nội dung, giúp người ta hiểu rõ hơn về LGBT. Mà có cái tập nào là vui chưa hay là toàn là ý nghĩa nội dung hay thôi? Anh hỏi về cái phim đó ha. Đúng rồi. Dạ, phim đó em đóng vai hài. Hài thôi phải không? Dạ, cũng cố có gắng ý nghĩa lên. Cũng có vui. Anh thì anh rất là welcome ủng hộ tụi em ha. Thành thử ra là cố gắng làm gì vui vui ha. Dạ. Ừ. Ok. Mời bạn. Em xin phép được chơi luôn. Chơi ha. Bây giờ tự tin nè. Rồi, vô. Và 60 giây bắt đầu. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Thách Thức Hoa Hậu. Và sau đây là sự xuất hiện của ba hot girl. Không bao giờ đeo nơ. Đùng 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 đùng. Đùng 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 đùng. Nhanh hết vậy hả? Đùng 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 đùng. Tăng 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 tà răng tăng tà răng tăng. Đầu tiên là vòng thi mở mật mã để bước vào ngôi nhà chung. Nếu ai không mở được mật mã thì xin mời vào phòng lấy vali tự giác đi về. 60 giây bắt đầu. Hai tượng kia ngự ở trên tường, xung quanh cái hội trường này ai mà ốm mà giường được bao nhiêu người ta. Tè mật khẩu sai. Vườn rau mọc cỏ non. Đưa ra mọi miếng hình. Tè tè sai mật khẩu. Ba 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 na na ba 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 na na. Rồi, bạn đã chiến thắng vàng rồi, chúc mừng các bạn được 2 triệu đồng. Gì mà mừng khóc luôn với bà. Không, tại bạn em dễ xúc động. Trời ơi, mong manh không kìa. Dạ, mong manh dễ vỡ. Mong manh chứ không có dễ vỡ. Tăng u cha. Nhiều ký. Xém xíu nữa là 115. 115. Em nhiêu? Dạ, em có 78kg. 78. Em nhiêu? Còn có 95. 95. Sắp xỉ sân khấu chứa 3 tạ trên này. Khủng khiếp thiệt, không ngờ sân khấu của Thách Thức Danh Hài nó đóng chắc thiệt. Nhỏ này có duyên, nó bạc thà. Em như cái máy hút bụi, phằng phằng. Khủng khiếp. Cưng lắm. Bây giờ nè, cái vừa rồi không có vui nha. Con nhỏ này nó cứu lỡ đó. Cái mặt nó có duyên. Nhớ không lầm là đóng bệnh viện Mai với tôi phải không? Đúng không? Dạ. Tôi nhớ rồi, cái bà này là cái bà mà tôi rút cây dù ra để mặt và chải kem mầm lơm đó. Cái nét có duyên lắm. Ai sắm cho cái đầm bận mà thịt không vậy? Này là sinh nhật em, mẹ em tặng. À, chắc lúc mẹ tặng là chưa có tròn vậy phải không? Mới cách đây 3 ngày là em chưa có tròn. Em làm như thịt, làm như là mũ gộp mũ chôm, như đổ nước vô nở này. Rồi, bây giờ là tụi em là một nhóm hả? Rồi, cho anh hỏi là còn tiểu phẩm nào hay hơn không? Nếu không có thì phải lấy 2 triệu như kỷ niệm nè. Có thì mới đi tiếp nha. Và quyết định của các bạn là đi tiếp. Đi tiếp. Đi tiếp. Nhỏ giữa làm như khoái Trường Giang, dịnh cười miếm chi hoài. Kỳ á. Em mê Trường Giang phong.
Không, em với anh Trấn Thành. Đó, thấy chưa? Của Trấn Thành hết đó. Ba tạ mấy hả? Rồi, chuẩn bị. Rồi, thời gian 60 giây, bắt đầu. Nhà tiếp theo là phần thi Hoa hậu năng khiếu. Xin mời em. Dạ, em xin hát. Buồn là buồn nhiều khi không mà hú. Buồn là buồn nhiều lúc hú như điên. Điên. Không nhận em điên thì. Xin mời em nhỏ xíu nhất trong đây. Bị cầu ám chú, lon đi lon lý gương. Xung quanh đông vui nhưng anh vẫn thấy sao mình thật cô đơn. Ấy ơi, hai vậy ấy có hai đường không? Em chỉ thấy Trấn Thành với Trường Giang của em thôi. Nói tiếp xin đi. Xin mời em. Em đẹp thế này cô ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không dám nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt lấy cứu biển hô hô. Trở về liền, cho nhỏ kia nói tiếp, bớt cứ gì. Để tôi lên tiếp kia. Đúng rồi. Anh hãy nhìn sâu vào đôi mắt em. Bạn đã chiến thắng vang rồi, thắng cuộc thật rồi đây, bạn thật là tài giỏi. 10 triệu. Khóc nữa, trời ơi, bà này sẽ mỗi lần đường cái bà khóc cái gì trời. Trách nhiệm nặng lắm. Chứ tung chưa cuối mà. Nhỏ này mà bữa nào mà đám cưới nó ai không biết dòm như tưởng đám giỗ không á. Mừng nó hạnh phúc, nó khóc hết nguyên cái đám cưới. Có bồ chưa? Dạ chưa. Mỗi lần mừng là khóc vậy hả? Dạ. Không phải, em không biết sao. Hồi nãy gần vô thi em run em cũng muốn khóc. Rồi em gần vô tới đây em thi em cũng muốn khóc. Bữa lên sân khấu thấy anh em cũng muốn khóc. Trong người em nhiều nước thế. Vui vẻ lắm. Vui vẻ lệ rơi. Hai cái bà này không có duyên dùng gì hết trơn à. Anh, trái tim em dở vỡ lắm. Biết sao không? Em biết tại sao không? Tụi em không có diễn thiệt. Diễn dối không à. Diễn không có tâm lý gì vậy. Con nhỏ này nó còn thiệt thiệt xíu, nó dễ thương ấy ha. Còn bạn kia là MC rồi thì không nói làm gì. Tụi em phải diễn thật á. Cái tâm lý nó phải thật mới cười được. Anh nó rất nghiêm túc. Nãy là bạn này cứu hết. Ghẹo. Cái mặt nó lạ lắm. Nên anh cười. Nó là cười những nụ cười thân thương trìu mến. Rồi. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 10 triệu lần đó. 10 triệu cầm ra về là hợp lý rồi. À, em xin chương trình cho em 30 giây hỏi ý. Được. Rồi mời các bạn. Dừng lại. Anh nghĩ là tại vì anh nghĩ là tụi em cũng có một cái ảnh hưởng nhất định ha. Ở trên cái YouTube thì anh cũng muốn tụi em có một giải thưởng mang về để các bạn khán giả của tụi em, những người hâm mộ tụi em họ có cái niềm tin vào thần tượng của mình ha. Và anh hy vọng như thế này nè, tụi em muốn đi một con đường dài. Tại vì tụi em đang làm một cái công việc là cho mọi người hiểu rõ hơn về những người ở thế giới thứ ba, cho họ không kỳ thị, cho họ hiểu về câu chuyện và cái hoàn cảnh của mình. Thì đó là một trong những cái công tác theo anh, nó cũng là dạng công tác xã hội. Thì anh muốn cho tụi em một cái động lực để tụi em tiếp bước, tụi em có cái niềm tin để em làm cái điều đó ha, để em nhân rộng cái ý nghĩa đó cho mọi người hiểu nhiều hơn. Còn nếu tụi em muốn cái công việc này nó được kéo dài, tụi em phải học hành nhiều nữa trong việc diễn xuất nha. Chứ như vậy là không đạt yêu cầu. Nhớ nha, cố lên nha. Rồi. Mời giám khảo trao giải thưởng là 10 triệu đồng. Đây. Cảm ơn anh. Anh rất là em bắt tay anh Trường Giang, anh Tiến Hành. Cảm ơn tụi em nha. Em hôm anh lại mỏng lắm hay trời ơi, chết rồi. Trời ơi, có bài hát cái muốn được sống xuống sống. 10 triệu là đẹp rồi. 10 triệu là được rồi, hiểu không? Em cái lấy hơn. Hả? Em hy vọng hôn anh Giang cái. Hôn anh Giang cái. Mềm ghê, người mềm dễ sợ. Rồi, cảm ơn các bạn.